một nhà hoạt động Hồng Kông, cũng là thành viên của Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông, ngày 9 tháng 9, được một nghị sĩ Đức đón tiếp, nói với báo giới trước cuộc gặp rằng anh hy vọng chấm dứt tình trạng bạo động cho một Hồng Kông thịnh vượng, an ninh và có tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm. Nhà hoạt động Wong Yik Mo tuyên bố trước cuộc họp với nghị sĩ đảng đối lập mang tên Dân chủ tự do của Đức, Guy Johnson, rằng anh mong muốn bạo động ở Hồng Kông kết thúc và anh được trở lại lãnh thổ Hồng Kông mà anh từng yêu mến, một Hồng Kông thịnh vượng về cả kinh tế lẫn đời sống. Phát biểu của anh được đưa ra vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin hôm 9 tháng 9 rằng Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và rằng bất cứ hình thức ly khai nào cũng sẽ bị dập tan. Tờ China Daily nói, cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 8 tháng 9 tại Hồng Kông là bằng chứng cho thấy lực lượng nước ngoài đứng sau các cuộc biểu tình Hồng Kông và khuyến cáo người biểu tình nên dừng thách đố sự kiên nhẫn của chính quyền Trung ương.